Phật là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định. Mà bây giờ nếu như chúng ta không tu theo như là tám con đường chánh đó, là đi theo con tám con đường tà. Nếu như không chánh kiến là tà kiến, không tư duy, không chánh tư duy là tà tư duy, không chánh tinh tấn là tà tinh tấn, không chánh nghiệp là tà nghiệp. Mà chúng ta bị vướng vào trong như là bát tà, là con người chúng ta phải bị sanh tử luân hồi. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới lấy con số 18, tất nhiên là thập ác và bát tà. Còn bác anh em dùng đầu, mà nếu như chúng ta diệt được coi như là thập ác, và trong khi đó bát tà chúng ta không còn vướng nữa, là chính thức cái ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Thầy đem cái đạo để giáo hóa cho tất cả các chúng sanh. Ai nương vào con đường lối tu của Đức Thầy là chúng ta không còn vướng vào trong thập ác, không còn vướng vào trong bát tà, là người đó sẽ được đưa cái con người chúng ta đến chỗ giải thoát. Đó là ý nghĩa ngày 18 của các anh em nhân đạo. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy, và kính thưa các bậc lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến anh chị hai đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến quý ông quý bà, hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân của anh chị hai thân, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị sắp xếp thời gian quý báu mà thân hành đến đây để chung dự. Và lát nữa đây chúng ta sẽ cộng họp cùng với gia đình để mà cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người qua dạng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tất đường duyên và được sanh sang qua cửa Phật. Chúng tôi được biết đó, thì chị hai đó chỉ hết sức là nơm nớp và lo lắng cho cái ngày chánh lễ kỷ niệm này. Cách nay trên 3 tháng rồi cô bác anh em chưa đồng đạo. Và ít ngày đó thì coi như là chỉ ghé tôi, ít ngày thì chỉ coi như là ghé để mà bàn bạc vụ coi như là chương trình đám dỗ. Cho nên hôm nay trong cái ngày mà chánh lễ kỷ niệm này mà được tổ chức như vậy để hen, thì đấu với chị hai đó là ngoài cái tầm cỡ và khả năng, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Còn đấu với tất cả đồng đạo chúng ta thường khi mà tổ chức đó, thì mình thấy nó cũng giống như bình thường. Nhưng mà đây tất nhiên là ngoài cái tầm cỡ của chị hai. Và hơn nữa đó là bữa nay là cái ngày gầm tháng 5, là chuẩn bị cho còn có 2 ngày nữa là bước vào cái lễ 18 tháng 5. Mà cái ngày lễ 18 tháng 5 là tất cả đồng đạo của chúng ta hướng về tổ đình để phụng sự, và trong đó để mà chúng ta lễ kính. Cho nên coi như có rất nhiều người coi như là đã đi rồi, cũng như là hầu sáng này đó là trong cái đoàn của đồng đạo Văn Lực đi 8 xe của bác anh em đồng đạo, và tất cả các nơi ai cũng coi như là cũng có tổ chức đi. Do vậy mà chị hai nghĩ rằng là trong cái chuyến là đi mà trên cái vùng Thất Sơn hoặc giả là về mà hòa hảo vậy đó, thì không còn đồng đạo đến dự, cho nên rất lo lắm, không biết coi như là trong cái ngày 15 này mà đồng đạo có được đến dự không. Mà hôm nay chúng tôi cảm nhận đó là thấy được tất cả đồng đạo đến đây dự được đông đủ được như thế này đó, thì tôi thấy rằng là chị hai mừng lắm cô bác anh em trường đạo. Cái nỗi mừng này không thể mà nói lên lời được trong cái tâm cảm của đồng đạo, mà coi như là thấy được đến đồng đạo đến mà được đông đủ được doanh túc mãn lượng như thế này. Và lại thì chúng ta còn ngồi lại để mà ôn cố qua giáo lý Đức Thầy siêu thượng, và trong đó coi như là để đem cái công đức khinh thanh này để hồi hướng cho người quá cố, hồi hướng cho cửu nguyện thất tổ vong linh người quá dạng, và sẽ được nương vào công đức của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng ta được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái chương trình trao đổi Phật pháp, thì quý vị mình vừa rồi cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo năm tiếp qua 2 câu giảng của Đức Thầy, và trong 2 câu đó là Phật ma ma Phật mới ra dở tuồng, và đồng đạo coi như là cũng trình bày cùng với quý vị trên dưới 1 tiếng đồng hồ, và cũng gấp tâm và cũng nói lên trong cái ý nghĩa qua giáo huấn của tổ thầy yêu kính.
Thì giờ đây ban tổ chức cũng sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi giáo lý của Đức Thầy, thì sẵn nhân sự tuần sự hôm nay tất cả chú quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung giáo lý Đức Thầy, rồi chúng tôi cũng nương vào trong nhân duyên như trên mà bàn cùng tất cả chú quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi với sự trình bày của chúng tôi, xong quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là bảo cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Đó là sự hát vọng, là mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để mà cùng nhau đáp đền ơn Tam Bảo trong muôn một thôi. Thì chúng tôi coi như là cũng vài lời nói đầu gió gọn ít ít để gửi tất cả chư quý vị để mà làm một cái gạch nấu tình cảm thiêng liêng. Thì giờ đây chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể của cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó nghe chương trình trao đổi giáo lý. Nếu như chương trình nghe vấn thì quý vị mình nêu lên trong giáo lý Đức Thầy. Rồi nếu như chương trình tự chọn thì chúng tôi cũng tự chọn cho mình một tiêu đề để bàn đến cùng tất cả cô bác anh chị em thôi. Thì chúng tôi cũng tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể của cô bác anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đồng đạo, thì vừa qua Tư Phương cũng có ý kiến quý vị, thì đồng đạo cho biết là giải đáp nghi vấn. Thì câu hỏi đầu tiên thì anh Mười Nghĩa thì cũng gần đi chung với Tư Phương nhưng mà chưa có hiểu rõ, nên để lên hỏi Tư Phương một đoạn trong sấm thi của Đức Thầy thì cho hiểu rằng sau này về hành đạo đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy là không làm thì ác mang heo, làm xong vượt khỏi qua đời trong gai, ủng hộ cho đồng đạo chào pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành tâm để kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa chư đồng đạo, hôm nay được cái nhân duyên là được đứng cực gần anh Tư Phương, có nhiều năm nghiên cứu và giáo Đức Thầy. Thật sự ra tôi cũng đi với anh cũng thường, anh em ngồi chung nhau mà cũng ít có hỏi. Nhưng hôm nay muốn hỏi anh Tư để em muốn được hiểu và đồng đạo được cũng được hiểu luôn, chứ ngồi đôi khi nằm giỏng với anh em là trong đêm ngồi cũng hỏi cũng được, nhưng mà mình hiểu mình lên mình thì thấy cũng thiếu. Thôi giờ bữa nay nhân viên có nhân viên này hỏi mình hiểu và anh em hiểu luôn. Trong cái ngày để 18 tháng 5 sắp tới, gần tới ngày lễ rồi, thì đương nhiên ai cũng có một cái tâm để đón mừng ngày lễ 18 tháng 5. Bữa nay ngày rằm là tới ngày 18 là ngày đại lễ, mà Đức Thầy cũng cho biết là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến. Đó là cái một ý để em hỏi. Cái thứ nhất là ý thứ hai, sao Đức Thầy không có chọn ngày khác mà chọn ngày 18? Đó là cái ý thứ hai. Sao còn cái tháng trong 12 tháng mà Đức Thầy không chọn tháng 4, tháng 6, tháng 7 mà chọn cái ngày, cái tháng 5? Tất nhiên là em hỏi là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến. Cái gì thời cơ nó còn phức như thế nào mà nó đã đến? Thôi nhờ anh cũng chia sẻ trình bày em bốc hiểu và đồng đạo được hiểu luôn. Nam mô Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên, và được đồng đạo Mười Nghĩa mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, nhưng mà hỏi qua cái ý và hỏi trong cái đoạn văn tạng, và đồng thời hỏi trong cái bài Sứ Mạng. Và cái bài Sứ Mạng của Đức Thầy cho chúng ta biết ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Tiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm quả sắp tràn lan. Thì hôm nay là cái ngày rằm rồi, còn có 3 ngày nữa thôi là đến cái ngày 18 tháng 5, mà hàng triệu con tim ai cũng phải nhớ đến cái ngày lễ 18 tháng 5 là cái ngày đại lễ khai đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ, mà cũng là cái ngày Đức Thầy dân sắc lệnh để mà xuống lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh.
Mặc dầu Đức Thầy ra đời cứu thế chẳng mong ơn ai trả, nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta, đó là ơn Thầy khổ quá nặng ngàn cân, ngậm dành mong trả ghi muôn thở mà nhã ngọc lâm đền nguyện một thân. Vì vậy cho nên đối với coi như là người tín đồ Phật giáo hòa hảo bây giờ trên đất nước Việt Nam, và có thể trên dưới 10 triệu tín đồ Phật giáo hòa hảo, mà ngày coi như là ngày nay ngày mai đây, tất nhiên là người ta sẽ đổ xô đến tổ đình, đến chùa An Hòa Tự, đến chỗ đó để mà chúng ta lãnh lễ. Vậy thì bây giờ đồng đạo nhân dịp này mà hỏi chúng tôi coi như là qua ý nghĩa của ngày đại lễ 18 tháng 5, tại sao trong đó Đức Thầy Lâm Phàm cứu độ cho chúng sanh, tại sao Ngài không chọn ngày 16, ngày 17, ngày 19, ngày 20 mà lại chọn ngày tới 18? Rồi bây giờ không chọn tháng nào, ví dụ như bây giờ từ coi như là tháng Giêng cho đến tháng 12 thì bây giờ không mới chọn tháng 7, tháng 8, không mới bây giờ tháng 4, tháng 3 mà không chọn lại chọn tháng 5 là ý nghĩa làm sao vậy hả? Rồi bây giờ không biết bao nhiêu năm coi như là lúc Đức Thầy ra đời đó, thì bây giờ năm 1919 phải không? Rồi bây giờ mãi mãi đến coi như là đến năm 1939 là năm Kỷ Mão, Đức Thầy mới chọn đúng năm Kỷ Mão. Vậy thì bây giờ là cái đó là cái ý nghĩa làm sao mà bây giờ coi như là Đức Thầy phải lâm phàm để mới chọn coi như là ngày đó, rồi tháng đó, rồi năm đó, vậy thì mang ý nghĩa như thế nào? Đồng đạo mười nghĩa hỏi qua ý vậy để cho chúng tôi bàn. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời cùng tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua những cái ý nghĩa mà được đồng đạo mười nghĩa nêu lên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy ra đời cho chúng ta biết tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo, xuống trần nhầm mũi nặng eo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, Ngài quán xét căn cơ trình độ chúng sanh đã đến lúc mùi rồi, đã đến lúc phải coi như là xuống để lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, không? Nên Đức Thầy nói ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đi tuy không thể đem phép quệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Cho nên bây giờ ngay trong thời điểm Đức Thầy ra đời nó là chín mùi. Rồi bây giờ coi như là Ngài không chọn trong cái ngày nào mà lại chọn cái ngày 18 đó là sao? Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ đó là tất cả các chúng sanh trong cõi trần này lăn quay lặn hợp và bị lưng hậu trong con đường sanh tử, mà con đường sanh tử con người mới lăn quay trong con đường sanh tử, tất nhiên con người còn khổ, còn lưng hồi là còn khổ, còn lưng hồi là còn sanh tử là còn sống chết, mà còn sống chết là còn đau thương khổ sở cô bác anh em trong đạo. Mà chính vì đau thương khổ sở đó là con người chúng ta coi như là bị có hai điều kiện, một là thập ác, không, hai là bát tà. Thập ác đó là gì? Tất nhiên con người chúng ta phải mang gánh coi như là con người ai bất cứ trên cõi trần này tạo nghiệp thì bây giờ cũng sát sanh, đạo tạc, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, tham lam, sân nộ, mê si. Quý vị mình gà lại có không? Chúng ta chính vì cái tạo thập ác này nè mà chúng ta phải bị luân hồi sanh tử, phải không? Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta ác trừ xong, hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, tất nhiên chúng ta phải trừ xong thập ác đi là con người chúng ta mới được thanh thản. Còn ai mà còn vướng vào trong thập ác, tất nhiên là từ sát sanh cho đến mê si, thì con người chúng ta vẫn lẫn quẩn loanh quanh trong con đường sanh tử. Đây tất nhiên đây là thập ác, đây là mười, phải không? Mà con người đã vướng vào trong thập ác rồi là con người bị con người chúng ta là bị vào trong bát tà. Mà bát tà đó là gì? Thay vì chúng ta tu theo con đường bát chánh đạo của Đức Phật, ha, mà bát chánh đạo của Đức Phật là gì? Bát chánh đạo của Đức Phật là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh nghiệp, bốn chánh tinh tấn, năm chánh mạng, sáu chánh ngữ, bảy chánh niệm, tám chánh định. Mà bây giờ nếu như ta chúng ta không tu theo như là tám con đường chánh đó là đi theo con tám con đường tà. Nếu như không chánh kiến là tà kiến, không tư duy, không chánh tư duy là tà tư duy, không chánh tinh tấn là tà tinh tấn, không chánh nghiệp là tà nghiệp. Mà chúng ta bị vướng vào trong như là bát tà là con người chúng ta phải bị sanh tử luân hồi. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thầy mới lấy con số 18, tất nhiên là thập ác,
và bát tà. Còn bát anh em dùng đạo. Mà nếu như chúng ta diệt được coi như là thập ác, và trong khi đó bát tà chúng ta không còn vướng nữa, là chính thức cái ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Thầy đem cái đạo để giáo hóa cho tất cả các chúng sanh. Ai nương vào con đường lối tu của Đức Thầy là chúng ta không còn vướng vào trong thập ác, không còn vướng vào trong bát tà, là người đó sẽ được đưa cái con người chúng ta đến chỗ giải thoát. Đó là ý nghĩa ngày 18 của bác anh em nhân đạo. Các bác thưa chứ quý vị à. Giờ bây giờ tại sao tháng 5 đó là tháng gì? Bây giờ quý vị mình được biết là trong đó là trong đó là cái 12 chi, phải không? 12 chi tất nhiên là duyên dần, hai mẹo, ba thìn, tư tỵ, năm năm ngọ, đúng không? Tháng 5 tức là cái tháng ngọ. Mà cái tháng ngọ này đó là cái tháng con ngựa. Quý vị mình được biết cái con ngựa ha, là cái đặc tính nó như thế nào, tại sao Đức Thầy không chọn coi như là dần mẹo thìn tỵ mà lại chọn coi như là tháng năm là cái con ngựa đặc biệt lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ là trong 12 chi tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu túc khởi, tất nhiên là trong 12 chi mà không chọn coi như là con nào hết, mà chọn tháng năm tất nhiên là cái tháng con ngựa. Mà tháng con ngựa đó là gì? Thôi bây giờ chúng tôi nói qua coi như là những cái đặc tính con ngựa này, trong khi đó quý vị mình được biết đó là Đức Thầy phải chọn. Là cái thứ nhất là con ngựa là một cái con giữ được cái đạo lý nhân luân cất là đặc biệt cô bác anh em chị đồng đạo, thay vì tất cả các con khác, phải không? Là trong khi đó nó sanh ra những cái con của nó đó là nó có thể, trong khi đó coi như là nó loạn lưng, nhưng mà đấu với cái con ngựa không bao giờ coi như là nó loạn lưng cô bác anh em chị đồng đạo. Ở đây là muốn nói cái ý thứ nhất là Đức Thầy đã đời dạy đạo cho tất cả các chúng sanh, là đem cái đạo nhân linh dạy cho con người để mà chúng ta coi như là áp dụng là tu theo cái con đường lối Đức Thầy nhân đạo, giống như là cái con ngựa vậy cô bác anh em chị đồng đạo. Đây là một ý nó mau vậy thôi, nghe chương trình nghi vấn chúng tôi không dám nói dài. Là cái thứ nhất là giữ được cái đạo nhân linh giống như con ngựa cô bác anh em chị đồng đạo. Và cái ý thứ hai là con ngựa đó, là trong khi đó quý vị mình thấy cái đặc tính của nó hen, là đứng ha, bệnh gì bệnh, đau gì đau, nhưng mà không nằm, không nằm. Vậy thì bây giờ coi như là đối với cái đạo của Đức Thầy ra đời vào trong tháng năm đó, bây giờ coi như là dạy cho tất cả các chúng sanh tu đó hen, giống như cái con ngựa vậy đó. Tất nhiên là đi không đi thì thôi, mà coi như là chạy tới không chạy thì thôi, đứng chứ không có nằm, không. Còn cái người tu chúng ta mà nằm đó hen là kể như là tiêu mạng của bác anh em dùng đạo. Đi lẹ thì đi lẹ, đi chậm thì đi chậm, không đi lẹ không đi chậm là đứng giống như con ngựa chứ không có chịu nằm ha. Vậy thì bây giờ là cấm xào trì trí một bề lo tu, đó tất nhiên là qua ý nghĩa tới tháng năm, tất nhiên là tháng con ngựa của bác anh em dùng đạo. Rồi bây giờ một cái ý thứ ba nữa đó là quý vị mình được biết cái đặc tính con ngựa đó là sao. Là quý vị mình được biết đó hen, là cái con ngựa gọi là con ngựa ký đó, là con ngựa đó hen, nó bốn chân nó chạy, nhưng mà nó có hai dấu không ông Năm để ý kỹ đi, hai dấu không bao giờ là có ba dấu. Vậy bây giờ nó chạy 100 cây số, 200 cây số, ngàn dặm đi chăng nữa, nhưng mà cũng vẫn có hai dấu nghe anh Mười Nghiện, đồng đạo Mười Nghiện, chứ không có ba dấu nghe, không có lai ra nghe. Vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy mới cho chúng ta biết đường xa mới rõ tài con ngựa ký, thấy không? Đây tất nhiên là muốn nói qua tháng năm, tất nhiên là con ngựa. Vậy thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy ra đời dạy dỗ cho tất cả các chúng sanh đi theo đường lối, ai tu theo giáo lý Đức Thầy là chúng ta phải giữ cái đạo chung thủy, giữ đạo của Đức Thầy coi như là không thay đổi, dầu con đường gần con đường xa chúng ta cũng không bỏ bước lại chân nha, đồng đạo Bí Tùng. Còn mình đi trong thời gian bắt đầu cái giò mình xà bát lai ra ba dấu bốn dấu rồi, tất nhiên là trong khi đó là đâu còn phải là cái con ngựa ký, không. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta trên con đường từ lúc mới phát tâm cho đến lúc giác ngộ, tôi tu một năm, hai năm, ba chục năm, bốn chục năm vẫn một lòng chung thị, là cái bước đi chúng ta không bao giờ lai qua một bên, không. Dầu cho có như là đường đó như thế nào đi chăng nữa cũng chúng ta cũng không lai. Là đây là qua cái chỗ nói là ý muốn nói là chung thủy đó cô bác anh em chung đạo, là từ mang một tấm áo vàng mùi thiền đã thấm ơn nhà lập, hai sóng sanh ra phận râu mài một đời một đạo đến ngày chung thân.
Thì tất nhiên là ý nghĩa tháng 5. Vậy thì tháng 5 tất nhiên là con ngựa, mà con ngựa tất nhiên là con ngựa chạy đường dài mà không bao giờ thay đậu, không bị lai chân. Là con người chúng ta cũng vậy, là chung thủy với đạo. Dầu cho mấy chục năm đi chăng nữa, dầu khổ khó, dầu hoạn nạn đi chăng nữa, nhưng mà không có lai cái chân ra nha, không bỏ chân ra cái là ở bên kia, mà một lòng chung thủy đối với đạo. Cô bác anh em dân đạo, thôi thì bây giờ đó tất nhiên muốn nói qua cái sự chung thủy của đạo. Đó là Đức Thầy mới lấy ý nghĩa ngày tháng năm. Cô bác anh em dân đạo đó. Rồi bây giờ là 18 tháng 5 rồi, bây giờ Đức Thầy mấy coi như là lấy cái năm kỷ mão của bác anh em chị đồng đạo. Tại sao bây giờ không lấy coi như là năm nào mà lại lấy cái năm kỷ mão đó là sao? Không có bác anh em chị đồng đạo. Vậy thì bây giờ mão tất nhiên là mẹo, mà bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta nó là tính tí sổ dần mẹo, thấy không? Nhưng mà giờ ai có con gả Đài Loan hỏi thử mấy đứa con bển coi, là ở bển Đài Loan Hồng Kông á, là ở bển đó là trong khi đó nó là tí sổ dần thố, ha, chứ không nói là mẹo. Vậy là mẹo tất nhiên là thố, tất nhiên là trong đó là con thỏ, ha. Vậy thì bây giờ là mẹo là kỷ mão là con thỏ, mà thỏ tất nhiên là lành, không có gì trân trọng. Vậy thì bây giờ cái đạo của Đức Thầy ra năm kỷ mão để cho chúng ta biết là cái đạo của Đức Thầy là đạo đạo lành, ha. Cho nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết thì phải noi theo dấu thỏ đàn dê. Nếu như chúng ta đi vào trong rừng mà bị lạc thì bây giờ chúng ta phải noi theo cái dấu thỏ đó thì nó an lành. Thì bây giờ cái đạo Đức Thầy đó đời là cái đạo lạnh, mà đạo lạnh tất nhiên là cái con thỏ tất nhiên là cái con lạnh. Mà nếu như đi rừng mà lạc đó mà noi theo dấu thỏ là an toàn, còn noi theo mà cái dấu con gấu, con cọp, con beo hen là tàn mạng. Vậy thì bây giờ cái đạo Đức Thầy đưa ra cho chúng ta đến cái chỗ an toàn là tốt. Vì vậy cho nên ở đây tất nhiên là muốn nói qua con mẹo tất nhiên là thố, tất nhiên là lành, mà lành đó là cái đạo lành. Vậy thì bây giờ cái đạo Đức Thầy phải đạo lành không? Thôi cô bác anh em dùng đạo đây, Đức Thầy mới cho chúng ta biết cái đạo của Đức Thầy là đạo lành, mà cái đạo lành này tất nhiên là của Đức Phật A Di Đà. Nghe cô bác anh em dùng đạo, cho nên Đức Thầy mới nói đây cho chúng ta biết là muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, không? Đạo lành tất nhiên là cái đạo này đưa cho chúng ta đến cái chỗ giác ngộ tu hành để mà kết quả. Rồi chỗ khác Đức Thầy nói là lời hiền nói rõ quả thâm để cho ba tánh tĩnh tâm tu hành ngày nay điên mở đạo lành, khắp châu lê thứ được rành đường tu, phải không? Hoặc giả là giết một ngọn lửa này một tấc đem đạo lành ban rải nơi nơi mãn trời trong ba tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây và hảo, phải không? Đó là đạo lành. Trưởng khu chí cả dọc ngang vào trong bốn biển mới trang thánh hiền làm cho kẻ bảo ngửa nghiêng đạo lành mở cửa nơi miền Nam Bang, là rõ ràng là cái đạo là Đức Thầy là đạo lành, phải không? Hoặc giả là sai thấm đạo lành ban dạng vật cũng là cái đạo lành, cô bác anh em dùng đạo. Thì rõ ràng bây giờ tất nhiên là năm kỷ mão tất nhiên là mẹo, mà mẹo là thố, mà thố là hiền, hiền là lành, mà giáo lý Đức Thầy giải cho chúng ta coi như là con đường lành, mà con đường lành tất nhiên là chúng ta đo theo tất nhiên là an toàn. Cho nên Đức Thầy nói đục trong bốn cố ngọn ngành khuyên đời trao trẻ chữ lành cho xong, tất nhiên đây là cái đạo lành của Đức Thầy, cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ là ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão, tất nhiên là ở đây muốn nói năm tháng ngày giờ là Đức Thầy ta đời chọn hết rồi, chọn đúng cách hết rồi và ý nghĩa hết rồi để cho chúng ta tu, để mà mang tính chất Đức Thầy, để mà giáo hóa cho chúng sanh nương vào đó tu để mà được giải thoát, cô bác anh em dùng đạo. Còn nói đến cái chỗ coi như là Đức Thầy lâm phàm còn nhiều cái vấn đề nữa. Một tất nhiên là sứ mạng, sứ mạng Đức Phật A Di Đà, sứ mạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sứ mạng coi như là của Đức Ngọc Đế, rồi coi như là cái lệnh của Quan Âm và lệnh của Minh Vương mà Đức Thầy lâm phàm để cứu độ cho chúng sanh, chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Và đồng thời Đức Thầy coi như là mấy nhân viên để mà tùy phương tiện độ cho chúng sanh, mà Đức Thầy nói trong bài sứ mạng tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cõi đồng, chứ có về đâu ta đã chuyển kiếp từ lâu, không, chứ không phải mới đây đâu, chuyển kiếp từ lâu, chờ đến ngày ra chợ thế là chờ đúng lúc đúng giờ đúng ngày đúng thời kỳ mà Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Thôi thì bây giờ sứ mạng này nó hen, có dịp nào chúng tôi trình bày cho quý vị nguyên một cái đề tài sứ mạng lâm phàm của Đức Thầy. Còn đây là chương trình nghi vấn, chúng tôi chỉ là đáp ứng theo nhu cầu của đồng đạo, hỏi chỗ nào chúng tôi trình bày chỗ đó thôi. Và đến đây cũng xin hết và xin trả lại chân chủ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.